Rồi, chúng ta đi thôi. Con biết mình đi đâu không? Này. À, đạp con heo đúng không? Con heo này của ai? Đúng rồi, con heo này á, là của Bắp đã nuôi cũng được mấy tháng rồi đó, đúng không con? Mỗi lần á, là Bắp làm được một cái việc gì tốt á, thì ba thường hay thưởng tiền cho Bắp nè. Và Bắp lại cho heo ăn nè. Heo ăn xong heo làm sao? Đúng rồi, thì đây là một con heo mà Bắp rất là quý luôn. Có quý con heo này không? Rồi con heo đâu? Để cho ba coi coi. Đó, anh thấy rất là háo hức để lấy heo rồi đó. Kể từ khi mà anh ấy kể từ khi mà có kế hoạch đi Gia Lai là anh ấy bắt đầu xin tiền mẹ để nuôi heo đó, để ủng hộ cho các bạn. Đó, bây giờ ba mình sẽ rủ mẹ để ra cho ba. Bắp nói gì đi, Bắp nói gì con hả? Con nói gì? Đúng rồi, thôi mẹ đừng làm việc, đi qua đây chứ đã. Đi qua đây rồi mẹ đi qua nha. Đây làm heo với Bắp rồi. Sắp tới là ba và Bắp sẽ đi Gia Lai, và đây là một con heo rất là yêu quý của Bắp. Và khi mà Bắp làm những cái việc gì giỏi á, thì Bắp sẽ được ba mẹ thưởng những cái đầu tiền là để mà Bắp sẽ cho heo ăn nè. Và hôm nay á, là Bắp quyết định đặt con heo này lấy tiền ra để đi ủng hộ những bạn trên Gia Lai. Còn bây giờ thì các bạn hãy xem Bắp của chúng ta sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền, được bao nhiêu tiền. Đúng rồi. Rồi, sao con đau không? Con tay là con đau lắm. Ba sẽ lấy đồ đập cho con. Ba lấy đồ đập cho Bắp đi. Con gì vậy? Để ba lấy đồ. Để ba lấy đồ đập cho con đây. Mình để cái bên con mình vô để em heo vô. Chứ không có là sẽ bị ấy đó. Để em heo vô không có là sẽ bị dơ nhà, nhà văng miễn ra ngoài sàn nhà. Bắp đi bắt đập chúng đau lắm. Nè con ngồi đây bắt đầu đập heo. Ngồi xuống, con ngồi xuống đã. Đây ngồi xuống đây. Đây thì cho Bắp đập heo. Ba, con biết á, thông thường á, ngày xưa mà ba đập heo, con không phải là đập ở trên người con heo đâu. Con biết đập ở đâu không? Để cho Bắp đập thử coi. Không phải đập ở đó. Thông thường á, mà hồi đó mà ba để tiền cho heo á, là ba hay hả? Đập cái lỗ như nào không ai thấy hết. Đập cái bụng á. Một cái lỗ tròn, xong rồi ba đi lấy tiền đi ăn, xong rồi ba lấy cái mặt kèo ba dán lại, không ai biết hết cái mặt con heo này nè, hiểu không? Ba kỳ quá, ba vậy con gì nữa không à? Còn bây giờ á, bây giờ Bắp đi. Con muốn đập ở đâu? Đập cái bụng đó, đập cái bụng nè, mẹ chỉ nè. Con đập cái bụng heo đi. Bật ra nha, để cái bật chân. Từ từ thôi, con đẹp, con phải cái con đập một cái thiệt mạnh. Không, lực ngang thì con đập một cái thiệt mạnh. Đây đây con lực ngang cái muỗng lại. Sợ hả? Sợ nó đập gì vậy? Ba chỉ con heo. Đây, mình sẽ gõ từ từ thôi. Con sợ đúng không? Đừng sợ, dũng cảm lên. Đừng sợ. Đây, để Bắp tự đập đi. Con sợ con heo đau hả? Con sợ cái gì? Con sợ cái gì? Con sợ cái gì đã? Sợ con heo đau hả? Không đau đâu. Con nào đau đâu? Không, con heo không đau đâu đâu. Nhưng mà con không mổ con heo này ra thì là sẽ không có lấy được tiền để ủng hộ cho các bạn đâu. Này dơ nè con. Để ba cho. Con sợ thì để ba. Đây ba đập cái lỗ nhỏ nhỏ cho con chứ nha. Đập cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, không có đau. Wow. Bạn nghe cái tiếng đó, thấy chưa? Tay Bắp gõ đi. Bắp gõ. Rồi, gõ. Mạnh lên. Bể rồi. Trời ơi, 32 ngàn, 37 ngàn.
từ từ coi chừng đứt tay nha con. Đứt tay á, coi từ từ coi chừng đứt tay. Đặt cho nó bự ra cái xíu cái lỗ. Đúng rồi. Nữa đi. Đặt ở đây nè, cho nó bể cái xíu. Wow. Bể đôi con heo luôn. Rồi tiếp tục lấy tiền cho ba. Lấy được bao nhiêu rồi? 37.000 rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi lấy tiền cho ba để ba đếm. Tiền đâu? 37.000 là bao nhiêu tiền? Rồi con đưa tiền cho ba đếm cho con đi. Con lấy từng tờ cho ba thôi, lấy từng tờ. Lấy từng tờ. 37 42.000. Rồi nhiêu nữa? Từ 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 từ. Wow. Được 47.000. 52.000. 57.000. 59.000. Hết tiền rồi bác ơi. Hết tiền rồi con. 60.000. Trời ơi bác cũng nhiều tiền dữ, mới có mấy tháng. Mới có mấy tháng, 2-3 tháng thôi. 61.000. 61.500. 61.700. Còn con hả? Còn tiền không con? Hả? Sao con ho dữ vậy? Ho quá. Kể từ cái khi mà biết là chuẩn bị đi Gia Lai để ủng hộ cho các bạn nghèo á, là anh Bắp nhà mình á, là hay mỗi lần mà sau khi mà làm việc tốt này, lau nhà hay là quét nhà cho mami á, xong mà làm việc tốt á là mami đều thưởng cho anh Bắp. Cho nên là, nhưng mà thưởng cho anh Bắp không có bao giờ đem tiền này đi mua kẹo bánh đâu, mà hả anh Bắp tiết kiệm đổi để cho con heo này nè, còn tiền mua kẹo bánh là anh Bắp xin ba mẹ tiền khác nữa. Và đây là số tiền mà Bắp sẽ bỏ vào bao thư để tặng cho một cái bạn có hoàn cảnh rất là đặc biệt ở trên đó. Thì á, mọi người nhớ chờ xem là bạn nào nha. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt mọi người đi. Rồi sau này chúng ta sẽ quay lại cho mọi người. Hẹn gặp lại ở Gia Lai. Con ơi, hẹn gặp lại. Chúng ta sẽ đi Gia Lai và hẹn các bạn ở Gia Lai nha. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở Gia Lai nha. Tạm biệt.